Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO tính đến ngày 23 tháng 12, biến thể Omicron đã xuất hiện tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ với số ca mắc mới tăng nhanh. Tuy nhiên, WHO cũng cho rằng đây là xu hướng tất yếu cũng giống như làn sóng bùng phát dịch do biến thể Delta gây ra. Theo báo cáo của WHO, tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng. Biến thể Omicron lây lan nhanh chỉ trong khoảng từ 3 đến 4 ngày, gấp đôi thời gian so với biến thể Delta. Tuy nhiên, WHO đánh giá số ca nhiễm Omicron cho thấy xu hướng tăng nhanh tất yếu cũng giống như thời điểm biến thể Delta xuất hiện. Ngoài ra, các báo cáo ban đầu của Nam Phi, Anh và Đan Mạch cũng cho thấy Omicron gây ra nguy cơ nhập viện thấp hơn so với Delta. Báo cáo của WHO được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm biến thể Omicron tăng nhanh tại Thái Lan với tỷ lệ 16%. Song nhìn chung biến thể Delta vẫn là biến thể chủ đạo ở Thái Lan. Dự kiến tuần tới, bộ y tế thái lan sẽ thảo luận về những kịch bản lây nhiễm có thể xảy ra và cung cấp thêm thông tin chi tiết về biến thể omicron